Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài ngân sách, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 đã đề ra, là chỉ đạo của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành kế hoạch và đầu tư cần đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023. Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân năm mới, hôm nay các huyện, thành phố tổ chức ngày hội tòng quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Sáng ngày 6 tháng 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề, thông qua 3 nghị quyết, tờ trình quan trọng và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương quan điểm chỉ đạo chung là không để ách tắc ở bất cứ khâu nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời việc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Những nội dung mà Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định tại kỳ họp lần này là cơ sở pháp lý quan trọng về nhân sự, về chỉ đạo điều hành để Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Kỳ họp đã nghe báo cáo thuyết trình các nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án trụ sở làm việc các cơ quan đảng tỉnh lần 2. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư xóm Nà Xài, Khao Lạ, Nà Làng, Nạm Ngoại, xã Mộng Ân, huyện Bảo Lâm. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển sang công tác khác. Tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 85,4%. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định đây là kỳ họp quan trọng kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh theo đề án nhân sự và thông qua các nghị quyết, quyết định các vấn đề cấp bách về kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời truyền tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. 100% đại biểu dự kỳ họp đã nhất trí thông qua dự thảo hai nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội và nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, cấp thiết là căn cứ, cơ sở pháp lý để chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới. Một, Ủy ban dân tỉnh, các cấp các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, quyết tâm quyết liệt, sáng tạo hơn nữa ngay từ những ngày tháng đầu năm, không để dư âm ngày Tết kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến công việc chung của tỉnh, của các cấp các ngành và của các địa phương. Tập trung phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài ngân sách, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh và các kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh năm 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai, phát huy cao nhất tinh thần tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, đổi mới tư duy, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, làm đến đâu dứt việc đến đó, nhất là trong đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng những ngày đầu năm 2023. Thứ ba, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ba chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực, trong đó ưu tiên số 1 là để khởi công thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng ngay trong nửa đầu của năm 2023, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Tăng cường đẩy mạnh hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Cao Bằng, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng chuyển đổi, phát triển thương mại điện tử để nâng cao sự kết nối quảng bá và mở rộng thị trường, tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm địa phương, v.v. Đồng thời giữ vững sự ổn định về chính trị, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa giáo dục, chăm lo an sinh xã hội, đẩy mạnh hơn nữa chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, đảm bảo quốc phòng an ninh, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình trong 6 tháng đầu năm 2023, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình công tác trọng tâm đột phá lớn của tỉnh, trong đó có chương trình 09 của tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện và các sở ngành, thu hút các nguồn lực đầu tư cùng với các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đảm bảo tuân thủ nghiêm minh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định, tăng cường các hoạt động giám sát, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để việc thực thi đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
các nghị quyết vừa được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chiều ngày 6 tháng 2, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư cần đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng kịch bản tăng trưởng để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tham mưu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chỉnh sửa xong và trình thẩm định. Kết quả giải ngân năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 được 2.925,2 trên 4.601,6 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.082 tỷ đồng. Đến hết năm 2022, đã phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện trên 2.604 tỷ đồng, bằng 63,8% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đăng ký thành lập mới 171 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký trên 718,7 tỷ đồng. Lũy kế, toàn tỉnh có 1.905 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 22.464 tỷ đồng. Tham mưu cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 17 dự án, tổng vốn đăng ký 3.620 tỷ đồng. Ra soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với 62 dự án không triển khai, chậm triển khai thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thường xuyên bám sát chương trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện tốt phương châm hành động năm 2023 để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh yêu cầu rất cao trong công tác tham mưu, yêu cầu ngành cần đổi mới, nâng tầm tư duy, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh, sức sáng tạo, khả năng dự báo tình hình để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu đặt ra. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, các cơ quan trung ương, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu. Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, ngành cần quan tâm triển khai thực hiện công tác quy hoạch tỉnh ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục theo dõi diễn biến sát tình hình, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo kinh tế nhằm đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, bám sát tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, phối hợp tham mưu triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn – Trà Lĩnh – Cao Bằng, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ chế chính sách, triển khai tham mưu, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành theo bộ chỉ số DDCI, tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 6 tháng 2, thành phố Cao Bằng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và 106 tân binh. Năm 2023, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển gọi 106 công dân nhập ngũ, trong đó nguồn tuyển quân sự 85 thanh niên, công an 21 thanh niên. Các công dân từ 18 đến 27 tuổi, đảm bảo sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị tốt. Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 852 là 25 tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 10 tân binh, Lữ đoàn 210 là 50 tân binh. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chất lượng tuyển quân năm nay đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Các tân binh đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
với tinh thần trách nhiệm cao, buổi lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ giao nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, quà và chúc các tân binh luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, ra sức rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 6 tháng 2, huyện Bảo Lạc đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 và Đại tá Đàm Minh Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Các đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện cùng 81 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ năm 2023. Trong đợt giao quân năm nay, huyện Bảo Lạc có 81 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, 65 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao về các đơn vị nhận quân, gồm Sư đoàn 346, Quân khu 1, nhận 30 tân binh, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, 25 tân binh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, 10 tân binh, 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Công an tỉnh Cao Bằng. Các tân binh nhập ngũ đều có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi, trong đó có 2 tân binh viết đơn tình nguyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bảo Lạc đã động viên căn dặn các chiến sĩ tân binh cần cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó. Đại diện tân binh đã phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành bộ đội Cụ Hồ, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và truyền thống quê hương cách mạng. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Trùng Khánh có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tháng 10. Năm nay, huyện Trùng Khánh có 129 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn 575 và Sư đoàn 346 Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo về số lượng và chất lượng, với 100% tân binh nhập ngũ đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Lễ giao nhận quân huyện Trùng Khánh đã hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch, trang nghiêm và an toàn tuyệt đối. Trong đợt giao nhận quân năm 2023, huyện Hà Quảng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 127 công dân là những thanh niên ưu tú đại diện cho con em nhân dân các dân tộc trên địa bàn 21 xã thị trấn của huyện, được tuyển chọn hăng hái lên đường, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn Bộ binh 677, Sư đoàn Bộ binh 346, Quân khu 1, 60 thanh niên. Trung đoàn Bộ binh 852 là 25 thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 thanh niên, Công an tỉnh 22 thanh niên. Các thanh niên có độ tuổi trung bình từ 18 đến 25 tuổi, trình độ đại học có 5 thanh niên, 122 thanh niên có trình độ trung học cơ sở và trung học phổ thông, có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện. Trong buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Hà Quảng, đại diện lãnh đạo Quân khu 1 cùng các ban ngành đoàn thể của huyện đã tặng hoa và quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn tất cả thanh niên nhập ngũ trong đợt này tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng học tập, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại huyện Hòa An, 106 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay, các thanh niên trúng tuyển của huyện được giao về các đơn vị nhận quân, gồm Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 35 thanh niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh, 20 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 601 là 30 thanh niên, Công an tỉnh, 21 thanh niên. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hòa An mong muốn các thanh niên nhập ngũ năm 2023 tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tạo điều kiện thuận lợi để các tân binh yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Trong đợt giao quân năm 2023, huyện Quảng Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 136 thanh niên lên đường nhập ngũ để giao cho các đơn vị nhận quân, gồm Lữ đoàn 575 Quân khu 1 là 50 tân binh, Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm 40 tân binh, Bộ đội Biên phòng tỉnh 25 tân binh và 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng các ban ngành đoàn thể của huyện đã tặng hoa và quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn tất cả thanh niên nhập ngũ trong đợt này tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống anh hùng cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, chấp hành tốt kỷ luật của quân đội, hoàn thành nghĩa vụ theo đúng quy định. Năm 2023, huyện Thạch An được giao chỉ tiêu nhập ngũ 65 thanh niên, trong đó công an 10 chỉ tiêu, quân sự là 55 thanh niên. Các thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trong đó có 4 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học. Để chuẩn bị tốt cho đợt tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch An đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các xã sàng lọc nắm chắc số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn, niêm yết danh sách những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 65 công dân được giao cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng 30 thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng 25 thanh niên và Công an tỉnh là 10 thanh niên. Huyện Hạ Lang có 60 tân binh đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 25 tân binh nhập ngũ vào Trung đoàn 852, 20 tân binh nhập ngũ vào Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, 15 tân binh nhập ngũ vào Công an tỉnh Cao Bằng. Tuổi đời các tân binh từ 19 đến 23 tuổi gồm hai dân tộc Tày, Nùng, có sức khỏe tốt và trình độ học vấn, trong đó 90% có trình độ trung học phổ thông. Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện đã động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt để xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng, giao phó. Tại huyện Bảo Lâm, 81 thanh niên dân tộc Tày, Nùng, Mông, Giao, Sán Chỉ, Lô Lô đã lên đường nhập ngũ, trong đó có 16 tân binh được lựa chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự công an nhân dân, 10 công dân thực hiện nghĩa vụ bộ đội biên phòng, 55 nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. 100% tân binh là đoàn viên ưu tú, 55 tân binh được học tập lớp nhận thức về Đảng. Tại huyện Nguyên Bình, tổ chức lễ giao 76 công dân cho quân sự 60 chỉ tiêu và công an 16 chỉ tiêu. Các công dân đều có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi, đảm bảo sức khỏe, trình độ học vấn, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa và quà, chúc các tân binh phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành trong quân đội, công an, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, góp phần làm sáng mãi hình ảnh cao đẹp anh bộ đội Cụ Hồ và chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ngay sau lễ giao quân, 76 tân binh của huyện đã lên đường nhận nhiệm vụ, trong đó 20 tân binh được giao về Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 10 tân binh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 30 tân binh về Sư đoàn 346 Quân khu 1, 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân năm mới, sáng ngày 6 tháng 2 năm 2023, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa 800 công dân nam và 4 công dân nữ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên trong ngày lễ giao quân. Các đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn 346 Quân khu 1, 180 đồng chí, Lữ đoàn Công binh 575 Quân khu 1 100 đồng chí, Lữ đoàn Phòng không 210 Quân khu 1 50 đồng chí, Lữ đoàn Thông tin 601 Quân khu 1 30 đồng chí, Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 270 đồng chí, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 170 đồng chí. Trong đó chỉ tiêu các huyện gồm thành phố 85 công dân, Hòa An 85 công dân, Hà Quảng 105 công dân, Nguyên Bình 60 công dân, Bảo Lạc 65 công dân,
Bảo Lâm 65 công dân, Thạch An 55 công dân, Quảng Hòa 115 công dân, Trung Khánh 120 công dân và Hạ Lang 45 công dân. Cảm nhận nguồn chất lượng quân hôm nay tôi đánh giá như cơ bản là cái chất lượng. Đối với đoàn 6 tôi là quân số 30 đồng chí, chất lượng là về cái văn hóa là tương đối là năm nay tương đối là cao. Đạt được 90% là văn hóa đã tốt nghiệp 12. Và các thanh niên thì cơ bản là về cái chỉ số sức khỏe loại thì 2 cũng tương đối là cao. Bảo đảm về cái yếu tố có thể đáp ứng được cái huấn luyện và sẵn sàng thi đấu. Để tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, lý lịch chính trị rõ ràng, nhập ngũ vào quân đội theo thông tư hướng dẫn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc tuyển chọn và thâm nhập công dân nhập ngũ qua hai cấp, xã và huyện, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật định, nắm chắc từng đối tượng, làm cơ sở cho việc chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, chốt quân số theo quy định trước 15 ngày diễn ra lễ giao nhận quân. Các địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh xảy ra. Về chất lượng công tác tuyển quân năm 2023 thì quá trình tuyển chọn thì chất lượng chính trị thì luôn bảo đảm, văn hóa thì năm 2023 thì có tốt hơn năm 2022 và tổ chức thực hiện thì các cấp các ngành vào cuộc, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân xã. Công tác tuyển quân rất là thuận tiện và đạt được kết quả tốt. Có mặt tại điểm giao nhận quân tại thành phố Cao Bằng, ngay từ sáng sớm, các tân binh trong trang phục chỉnh tề đã có mặt tại điểm tập kết thành phố để chờ đợi giây phút lên đường. Đây là lần đầu tiên các em phải xa nhà, xa gia đình, người thân trong một thời gian dài như vậy. Cũng như bao tân binh khác, trong không khí náo nức, rộn ràng, tân binh Nông Quốc Thái không giấu được sự hồi hộp, lo lắng của mình. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng, nhưng khi nhận được thông báo khám nghĩa vụ quân sự, em đã đi khám, trúng tuyển. Lên đường nhập ngũ trong đợt này, Thái mang trong mình một tâm thế sẽ cống hiến công sức nhỏ bé của mình để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đi nghĩa vụ quân sự. Vào ngũ tôi hứa sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, nhân dân và các quy định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều người thân của tân binh cũng đã có mặt từ sáng sớm để tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Dù có nhớ nhung, bịn rịn, nhưng vẫn luôn động viên con em mình vững tâm, lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay đi được tham gia nghĩa vụ quân sự thì tất cả mọi phấn khởi trong lòng mình rất vui vẻ và cũng muốn cho con mình được hoàn thành tốt một ngày công việc nhà nước được giao cho để đi tham gia nghĩa vụ quân sự được hoàn thành sớm, hoàn thành trách nhiệm. Mùa tuyển quân năm nay ghi nhận tỷ lệ thanh niên tại thành phố có trình độ cao đẳng, đại học đã đi làm đều tăng. Các tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2 tăng hơn 10% so với năm 2022. Trước đó, toàn tỉnh đã tổ chức tổng điều khám sức khỏe cho 2.577 thanh niên. Kết quả đã có 800 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên đều được xét nghiệm HIV/AIDS đảm bảo đúng quy định, loại bỏ những trường hợp không đủ tiêu chuẩn vào quân đội. Trong đó, trình độ văn hóa từ trung học cơ sở đến hết trung học phổ thông đạt 97%. Tỷ lệ chiến sĩ mới đã tốt nghiệp đại học cao đẳng có 10 đồng chí. Sức khỏe loại 1 đến loại 3 đạt 100%. 100% là đoàn viên ưu tú, có tuổi đời từ 18 đến 26 tuổi. Đa số là con em dân tộc ít người như Tày, Nùng, Mông, Giao, Sán Chỉ. Có 69 đồng chí viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ, tăng 6,81% so với năm 2022. Tôi thấy rất là vinh dự và tự hào khi được sánh vai cùng 81 thanh niên huyện Bảo Lạc lên đường nhập ngũ năm 2023. Tôi cảm thấy rất hồi hộp và phấn khích khi sắp sửa được lên đường nhập ngũ, phục vụ cho quê hương Tổ quốc. Tôi xin hứa khi vào đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay em cảm thấy rất vui vì được trúng tuyển tham gia nghĩa vụ đợt này. Với lại cũng kèm theo là một chút hồi hộp, nhưng mà bản thân mình sẽ cố gắng vượt qua trong kỳ nhập ngũ này.
Sau khi mà vào rèn luyện ở trong quân đội thì em sẽ luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của mình này, xác định được tư tưởng lập trường kiên định vững vàng và an tâm công tác, tích cực rèn luyện học tập, nâng cao trình độ kiến thức để mình cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại lễ giao nhận quân, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã phát biểu động viên, tặng quà và giao nhiệm vụ cho các tân binh, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chấp hành nghiêm chế độ quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Lãnh đạo các địa phương cũng đề nghị chỉ huy các đơn vị nhận quân, các cấp ủy đảng, chính quyền, các gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, động viên tân binh. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm phấn khởi nhập ngũ, hoàn thành mọi nhiệm vụ đơn vị giao. Lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh diễn ra đảm bảo an toàn, trang trọng, đúng nghi lễ quân đội, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đảng bộ Cục Thuế vừa tiến hành tổng kết công tác đảng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đề ra 11 mục tiêu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Năm 2022, Đảng bộ Cục Thuế đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên trong đơn vị, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021-2025. Kết quả, tổng số thu toàn ngành năm 2022 ước đạt 1.364,6 tỷ đồng, bằng 93,2% kế hoạch. Năm 2023, Đảng bộ Cục Thuế đề ra 11 mục tiêu. Phấn đấu 100% chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước được quán triệt đến đảng viên, công chức và người lao động. 90% trở lên tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 90% đơn vị được công nhận là cơ quan văn hóa. Trong dịp này, Đảng bộ Cục Thuế tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với các chuyên đề. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Và chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2 tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tổ chức lễ hội Chùa Sùng Phúc Xuân Quý Mão năm 2023, thu hút đông đảo du khách thập phương về trải hội. Tương truyền, Chùa Sùng Phúc nguyên là Chùa Sùng Khánh, được xây dựng từ thời vua Trần, thế kỷ 13, trên đỉnh núi Pò Kiền, thuộc xã Lệnh Cấm, Châu Hải Lang, tỉnh Cao Bằng. Vì nằm trên núi cao, hàng năm đến mùa lễ hội, người dân đi lại gặp khó khăn. Nên đến chiều vua Lê Hiển Tông, chùa được rời xuống cánh đồng Huyền Du, nay là thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, và đổi tên thành Sùng Phúc. Chùa thờ ông Nguyễn Thành Vương, tức Nguyễn Đình Bá, Chi Châu Hạ Lang, người có công chiêu dân khẩn hoang lập bản tại đây. Chùa Sùng Phúc còn liên quan với bà Nguyễn Thị Huệ, đỗ tiến sĩ đầu bảng trường quốc học bản thành Cao Bằng, triều Mạc, qua đó trở thành nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 1993, chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Chùa Sùng Phúc diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 âm lịch. Trong ngày khai hội, Chùa Sùng Phúc năm nay diễn ra nhiều hoạt động như múa lân, múa rồng, biểu diễn văn nghệ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tài Nùng. Đây là điểm đến linh thiêng để cầu nguyện những điều may mắn trong năm mới và được thưởng thức các nghi lễ đặc sắc diễn ra trong lễ hội, cũng như những làn điệu dân ca, khúc hát giao duyên đặc sắc. Sau phần lễ,
phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như bóng chuyền hơi, cờ tướng, ném còn, kéo co. Lễ hội Chùa Sùng Phúc là lễ hội truyền thống nhằm tôn vinh những bậc hiền tài có công xây dựng và bảo vệ địa phương, đất nước, được thờ phụng trong chùa với ý nghĩa sùng bái phúc đức, hướng đến điều thiện để bà con nhân dân yên tâm phát triển sản xuất. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.